Hôm nay mình sẽ quay clip thu hoạch bo bo và trứng bo bo nha mấy bạn. Mình ở đây có mình nuôi nhỏ à, nuôi thử nghiệm thôi mà thấy cũng lên ok. 7 hùng 7 lít à, mỗi ngày ăn hụt. Rồi mình sẽ lấy cái hùng mà ngày này cũng bo bo cũng à, mình sẽ lấy cái hùng này để mình đem ra ngoài. Mình thu hoạch nha. Giờ mình sẽ chế đóng bo bo vô. Bây giờ để coi thu hoạch được bao nhiêu. Dạ quý. Lớp cái này cặn cũng nhiều rồi, cặn thì mình sẽ ở dưới cái lớp cặn màu đen đen đó chính là trứng bo bo. Nhưng mà giờ cặn này thì sẽ đổ bỏ, nhưng mà ở dưới lớp cặn này thì nó sẽ có lớp trứng. Đây mình đổ từ từ cho các bạn coi. Trứng còn lại mình sẽ thu hoạch cái này, gửi cho mấy bạn nào đi xa mà muốn nuôi có bo bo đó. Chứ gần thì lấy bo bo giống cũng được, không cần phải lấy trứng. Đấy, đổ bớt cái này lên, nó sẽ còn lấy trứng. Đấy, bắt đầu lấy bo bo, trứng bo bo từ cái đó. Đây, còn bóng bo bo mình thu hoạch thì được đây, bên như này. Mình sẽ chúc cho cái ly ra đây coi nó được bao nhiêu. Hai bể lít mà được nhiêu đây thì cũng kha khá rồi, đủ cho mình nuôi vài bầy guppy. Bò bò đỏ eo mình đã không mắc lắm. Trứng bò bò thì mình sẽ chết thôi giờ. Cái hộp này thì làm gì với nó đây? Dĩ nhiên đó là đem bị vô nước tiếp và lại nuôi bo bo tiếp chứ gì nữa.